Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Thành Nhân đây ạ. Và ngày hôm nay thì Thành Nhân sẽ đồng hành với tất cả quý vị để mà chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm dịch vụ cưới hot nhất hiện nay. Đó chính là trung tâm hội nghị tiệc cưới Trend Ballad. Có địa chỉ tại 142/18 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Và từ khi mà Thành Nhân bước chân vào đây thì Thành Nhân có một thông tin rằng là chiều nay cũng có những tiệc cưới sắp diễn ra tầm khoảng 18 giờ. Bây giờ thì cũng đã 16 giờ hơn rồi đúng không ạ? Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào Trend Ballad để chúng ta tìm hiểu không gian tại đây quý vị nha. Nào đi thôi. Mọi người thân mến, hiện tại thì Thành Nhân đang ở khu vực giao vào Trend Ballad. Khi mà chúng ta đến với Trend Ballad thì vô cùng rộng rãi, không chỉ các phương tiện xe máy đâu mà các phương tiện ô tô nữa. Chúng ta không lo lắng gì cả khi mà chúng ta đến đây, chỉ việc là chúng ta gửi xe và chúng ta vào Trend Ballad thôi. Bên cạnh đó thì ở đây có hồ nước này, hai hồ nước, hồ vuông, hồ tròn và có mảng xanh nữa. Cho nên chúng ta có thể đến đây check in ở Trend Ballad quý vị nha. Đây là một điểm cộng, Thành Nhân nghĩ rằng là các cặp đôi khi mà quyết định tổ chức tiệc cưới ở Trend Ballad thì hoàn toàn yên tâm và hài lòng. Ta-da, mọi người ơi, như vậy thì Thành Nhân đang có mặt tại khu vực đầu tiên đón khách của Trend Ballad. Và đây là một nơi mà Thành Nhân vô cùng hài lòng luôn. Bởi vì sao ạ? Khi mà chúng ta đi ngoài đường đúng không ạ? Chúng ta mệt mỏi, khi bước chân vào đây thì cảm giác vô cùng gần gũi với thiên nhiên, mát mẻ, dễ chịu, thoải mái. Bên cạnh đó thì ở đây có thiết kế đèn vòm. Đây là một thiết kế độc nhất vô nhị ở thành phố Hồ Chí Minh này. Cho nên khi mà chúng ta đến đây, bên cạnh chúng ta có sự thoải mái, chúng ta dễ chịu, thì chúng ta nhớ nhé, chụp hình check in để chúng ta lưu niệm lại cùng với Trend Ballad. Và nếu như mà chúng ta mong muốn đặt tiệc tại Trend Ballad thì còn chừng chờ gì nữa, vào ngay phòng này, đó chính là phòng nhận tiệc. Đến đây thì chúng ta sẽ được tư vấn vô cùng cặn kẽ tận tình về dịch vụ tại đây. Đây là khu vực đầu tiên, khu vực đón khách. Khi mà chúng ta đến đây để mà dự tiệc cưới thì chúng ta sẽ vào đây đúng không ạ? Chụp hình cùng với cô dâu chú rể. Những hoa tươi, vật dụng trang trí được thiết kế hoàn toàn tinh tế hợp lý, mang đến một cảm giác vô cùng ấn tượng khi mà chúng ta đến đây. Wow, tất cả mọi người ơi, một không gian vô cùng sang trọng, lãng mạn đúng không ạ? Không biết quý vị như thế nào, nhưng bản thân của Thành Nhân khi mà đến đây rồi thì chỉ muốn cưới thôi, nhưng mà rất tiếc là chưa có người yêu, cho nên đành hẹn lại dịp sau. Bây giờ chúng ta sẽ vào từng bàn tiệc nha. Có nơ ghế này, bầu ghế, rồi có muỗng, nĩa, ly và cả hoa tươi nữa. Tất cả đều được bố trí hài hòa. Sảnh này thì chắc là tầm khoảng 40 bàn, cho nên nếu như mà chúng ta có nhu cầu đại tiệc ở đây thì chúng ta cũng yên tâm nha. Trước mắt mọi người là khu vực lối đi. Từ cổng chính chúng ta vào đây và chúng ta sẽ hình dung được khung cảnh rằng là cô dâu chú rể sẽ cùng tay trong tay bước đi trên lối đi này. Ta-da! Hoành tráng đúng không ạ? Có bánh kem, bên đây là tháp ly được bố trí hài hòa. Bên cạnh đó thì chúng ta có màn LED này để ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt, trình chiếu cho mọi người xem. Màn sao và hoa tươi nữa. Thông thường thì mọi người cũng hay lăng tăng rồi chúng ta phải làm như thế nào để ấn tượng cho tiệc cưới của mình. Nhưng mà không sao nha, đến với Trend Ballad thì chúng ta có đội ngũ nhân viên tư vấn và thiết kế làm tất cả mọi thứ cho chúng ta. Chỉ cần là chúng ta lên ý tưởng và chúng ta mong muốn điều gì ở Trend Ballad thì Trend Ballad sẽ đáp ứng ngay, các bạn hoàn toàn yên tâm nha. Hello mọi người, Thành Nhân đây ạ. Bây giờ thì phải nói rằng đây là một phần mà quý vị phải tập trung nha. Bởi vì nếu mà không tập trung được thì mọi người sẽ không kìm lòng được đâu. Giống với Thành Nhân đây đúng không, mà rất cuồng cào rồi. Và đây chính là món ăn ở Trend Ballad do những bàn tay tài hoa của đầu bếp chế biến. Mọi người thân mến, hiện tại thì Thành Nhân đang đứng bên một cặp đôi vô cùng dễ thương. Và Thành Nhân thấy rất là sự tận tâm của chú rể dành cho cô dâu. Cho nên Thành Nhân bắt cóc và phỏng vấn một tí nha. Cảm xúc của chị lúc này như thế nào ạ? Mình rất vui và hồi hộp. Vui và hồi hộp, vì sao vui? Vui vì được đám cưới. Không biết là anh hoặc là chị, ai là người quyết định chọn Trend Ballad để đặt tiệc ạ? Cả hai cùng quyết định. Cả hai cùng quyết định, vì sao vậy anh ạ? Thì anh đã từng đi đám cưới ở đây từ trước đó, thì anh thấy là gửi xe hay là cái không gian nó rất là tiện lợi, và trong đây màu sắc và sảnh thì lớn và có thể đãi được nhiều khách. Rồi ngày hôm nay khi mà anh chị đến đây rồi thì anh chị cảm thấy hài lòng chưa? Cho tới giờ là hài lòng.
Dạ. Còn nếu có góp ý gì thì sau tiệc sẽ nói với Grant. Dạ, nãy giờ thành nhân cũng lo lắng đúng không? Bởi vì anh rất là chu đáo và tận tâm. Anh kiểm tra từng khâu một luôn thưa quý vị. Nhưng bây giờ thì hài lòng rồi, thành nhân cũng an tâm phần nào đúng không ạ? Dạ, cảm ơn anh chị rất là nhiều và chúc anh chị trăm năm hạnh phúc nha. Cảm ơn ạ. Dạ, cảm ơn anh chị. Bạn ơi, chào bạn. Thành nhân phiền bạn xíu được không? Dạ. Rồi, xin mời bạn ra đây nha. Để chúng ta có thể lên hình đẹp hơn, chứ không gì hết á. Cảm nhận của bạn về Rainbow Lab như thế nào? Mọi thứ xung quanh thì hơi choáng ngợp theo dạng cổ điển sang trọng. Mới vào thì lối đi rất là to, kiểu như dài, giống như đi mua cái lâu đài vậy. Em thấy cảm giác giống vậy. Riêng về sảnh cái tiệc cưới của hai bạn của em thì em thấy mọi thứ rất là tốt. Tại vì em cũng theo bạn em giúp đỡ trong cái quá trình chuẩn bị á. Thì em thấy ở bên mình rất là chu đáo, tốt cái việc đó. Chúc cho cô dâu chú rể, bạn em ngày hôm nay nói riêng và tất cả các cô dâu chú rể nói chung ngày hôm nay là hạnh phúc. Luôn luôn vui vẻ, có nhiều tin vui sau đêm tiệc cưới. Yeah. Rồi, cảm ơn bạn và chúc bạn nhiều may mắn, nhiều niềm vui nha. Cảm ơn rất nhiều. Như vậy thì chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm một vòng Rembalat rồi đúng không mà. Chúng ta biết thêm về không gian Rembalat, bên cạnh đó là quy trình tổ chức tiệc cưới tại Rembalat như thế nào. Ẩm thực chúng ta cũng tìm hiểu rồi này. Để nếu như mà chúng ta có nhu cầu cưới thì chúng ta hãy lựa chọn Rembalat ở địa chỉ là 142/18 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Rembalat luôn đồng hành cùng bạn trong những sự kiện quan trọng.